tinh hoa, đạo đời xin kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay, cảm xúc trên đường về thăm nhà, xin gửi đến cả nhà bài thơ Trở Về. Bao ngày anh ở phương xa, bây giờ thông chốt anh qua được rồi. Về thăm con gái trong nôi, chỉ xem trực tuyến mà chưa được bồng. Con ơi, có nhớ ba không? Đừng cho ba lạ mà không cho bồng. Bôn ba Nam Bắc Tây Đông, trong thời dịch bệnh ngày trông trở về. Cho tròn phụ tử, phu thê, cho tròn chữ hiếu ở quê mẹ già. Viếng cha tưởng nhớ ông bà, lâu rồi con đã cách xa gia đình. Nhưng con đâu chỉ một mình, nhiều người cũng vậy ân tình phương xa. Bôn ba trong cõi ta bà, mong cho sóng lặng can qua bể đời. Mấy ngày nghỉ phép thảnh thơi, mấy ngày ba được vui chơi ở nhà. Ba về mà chẳng có quà, cho con gái nhỏ gọi là quan tâm. Đúng là ba đã vô tâm, chẳng hề tâm lý, quan tâm, mặn mà. Thôi thì, xin lỗi con nha. Trần tình, ba chỉ tình xa đong đầy. Thương con cố gắng ngày ngày, làm tròn trách nhiệm đủ đầy muôn phương. Sống đừng hờn trách nhiễu nhương, cốt là hạnh phúc yêu thương mỗi ngày. Vĩnh Quảng, kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.